Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự diễn bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, 21 tháng 5 năm 2024. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi đến giới những bản tin chi tiết. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Mexico. 9 người bị thiệt mạng trong vụ bạo lực bầu cử tại Mexico có hai vụ tấn công nhắm vào các ứng cử viên thị trưởng trong cuộc bầu cử tại tiểu bang Chiapas của Mexico, làm 9 người bị thiệt mạng. Văn phòng công tố khu vực này cho hay, các ứng cử viên tại các thành phố đó là Villa Cozo và Mapastepec đều sống sót nhưng bị thương. Tại Mapastepec thì chiếc xe của Nicolas Naroya là ứng cử viên thị trưởng đã bị tấn công khiến ít nhất 5 người trong chiến dịch của ông bị thiệt mạng. Còn tại Villa Cozo, đoàn xe chở thị trưởng Roberto Ni Oroco cũng bị tấn công, khiến cho ba người bị chết và một người bị thương. Ông Osoko bị bắn trúng cả hai chân. Tình trạng bạo lực leo thang tại Chiapas trong lúc các cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2 tháng 6, khi mà dân chúng tại Mexico cũng sẽ bầu lên một tổng thống mới. Chỉ vào tuần trước, có 6 người gồm một ứng cử viên thị trưởng đã bị thiệt mạng trong một vụ phục kích sau buổi vận động tranh cử tại La Concordia. Kể từ tháng 9 năm ngoái cho tới nay, đã có hơn 20 chính khách bị sát hại, trong đó có một ứng cử viên thị trưởng bị bắn chết vào tháng trước khi bắt đầu vận động tranh cử. Số người bị ám sát có thể lên tới hơn 50 người nếu tính cả thân nhân và các nạn nhân khác. Các vụ bạo lực ở Chiapas phần lớn là do các băng đảng ma túy Salisco New Generation và Silanoa đấu đá tranh giành quyền kiểm soát với nhau trên các tuyến đường buôn lậu ma túy và các hoạt động tội phạm khác. Mà Pastepec là khu vực chiến lược vì nằm gần vùng duyên hải của Thái Bình Dương. Bạo lực tại Chiapas đang làm Tổng thống Andre Lopez Obrador gặp khó khăn ông từ chối đối đầu với các băng đảng ma túy và phần lớn tình trạng bạo lực vẫn không được kiểm soát. Ba Lan bắt 9 người nghi là gián điệp. Giới chức Ba Lan vừa bắt 9 người tình nghi là thành viên của một nhóm gián điệp Nga liên quan đến các âm mưu phá hoại ở nước này. Nói với đài TVN24, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết những người này là công dân của Ukraine, Belarus và Ba Lan. Theo lời của ông Tusk, các nghi phạm bị cáo buộc tham gia đánh đập phóng quả, âm mưu phóng quả. Một số có thể được tuyển mộ từ các nhóm tội phạm. Âm mưu phá hoại không chỉ ở Ba Lan mà còn ở Litva, Latvia và có thể là Thụy Điển. Một cuộc điều tra quốc tế đang diễn ra và ông Tusk cho biết giới chức Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Thưa quý vị, ông Tusk vào đầu tháng tuyên bố Ba Lan sẽ phân bổ thêm 25 triệu Mỹ Kim cho cơ quan phản gián quân sự và dân sự nhằm củng cố hoạt động phản gián, ứng phó với hành vi gây bất ổn của Nga. Ông ám chỉ Warsaw đã phá một số âm mưu phá hoại nhờ sự cảnh giác của các cơ quan và đồng minh. Giới chức Ba Lan vào tháng trước thông báo bắt một công dân của nước này nghi có liên quan đến âm mưu ám sát tổng thống Ukraine là Vladimir Zelensky. Người này đã bị truy tố vì sẵn sàng hành động cho lực lượng tình báo nước ngoài chống lại Ba Lan và có thể phải đối mặt với mức án 8 năm tù. Tiếp theo thì liên quan tới chiến sự tại Ukraine. Tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ nêu lên thời điểm huấn luyện viên quân sự trở lại Ukraine. Sau hơn 2 năm Nga đem quân xâm lược Ukraine, thì phía Nga được cho là đang tiến dần vào miền đông của Ukraine và tận dụng tình trạng Ukraine bị thiếu nhân lực và các quốc gia phương Tây chậm gửi thêm vũ khí trong nhiều tháng qua tới Ukraine. Tình hình này đã đặt ra câu hỏi về việc Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh có thể làm gì hơn nữa ngoài việc chi ra hàng tỷ Mỹ Kim để mua vũ khí, cũng như cung cấp các thông tin tình báo và huấn luyện cho các lực lượng quân sự của Ukraine từ nước ngoài. Tướng Chuck Q. là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ mới đây nói với các phóng viên như sau, không có kế hoạch đưa các huấn luyện viên của Hoa Kỳ vào Ukraine. Một khi cuộc xung đột này kết thúc và chúng tôi ở một vị thế tốt hơn thì tôi cho rằng chúng tôi sẽ có thể đưa các huấn luyện viên trở lại Ukraine. Hoa Kỳ có khoảng 150 huấn luyện viên quân sự ở Ukraine cho tới khi Nga đem quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Riêng tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron vào tháng 2 vừa qua cũng không loại trừ khả năng các quốc gia tại châu Âu sẽ gửi quân đội tới Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của châu Âu khác lại công khai phản đối ý tưởng này. Nước Nga thất bại với nghị quyết chống vũ khí trong không gian. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa bác bỏ dự thảo nghị quyết của Nga nhằm chống lại hoạt động quân sự trong không gian, theo hãng tin AFP. Dự thảo nghị quyết nói trên của Nga kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn vĩnh viễn việc bố trí vũ khí trong không gian nằm giữa các thiên thể và đe dọa dạ hoặc sử dụng vũ lực trong không gian đó. Dự thảo nghị quyết đã nhận được 7 phiếu ủng hộ, trong đó có phiếu từ Trung Quốc và 7 phiếu chống, bao gồm từ Mỹ, Anh, Pháp, trong khi Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc là Robert Wood nói rằng Nga không muốn Hội đồng Bảo an tập trung vào các hành động nguy hiểm của mình trong không gian. Trong khi đó, đại sứ Nga là Vasily Nebenzia nói rằng những người đứng về phía Nga nhìn chung hài lòng với kết quả bỏ phiếu và các nước phương Tây ngày nay bị cô lập tại Hội đồng Bảo an. Từ quý vị, dự thảo nghị quyết của Nga được đưa ra theo sau dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản đề nghị vào cuối tháng 4 vừa qua, nhận được 13 phiếu ủng hộ nhưng bị Nga phủ quyết trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Văn bản của Mỹ kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có khả năng lớn về vũ trụ, đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng không gian nằm giữa các thiên thể một cách hòa bình, đồng thời ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian nằm giữa các thiên thể này. Tuy liên quan giữa Tây Ban Nha và Argentina, Tây Ban Nha rút đại sứ của họ vô thời hạn về nước sau lời bình luận của Tổng thống Argentina Bộ Ngoại giao của Tây Ban Nha vào ngày hôm nay 21 tháng 5 cho biết rằng họ sẽ triệu hội đại sứ ở Buenos Aires về nước vô thời hạn liên quan tới lời bình luận tranh cãi của Tổng thống Argentina, đó là ông Javier Milley. Trước đó vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống của Argentina đã tham dự một sự kiện do đảng cực tả có tên là Vox ở Tây Ban Nha tổ chức tại thủ đô Madrid Tại đây, ông đã có bài phát biểu bị cho là xúc phạm đến phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha, mặc dù không nêu đích danh. Theo đài truyền hình Al Jazeera, thì trong bài phát biểu, Tổng thống của Argentina đã chỉ trích phe cánh tả, sau đó đề cập rằng, giả sử nếu như bạn có một người vợ tham nhũng và mọi chuyện xấu đi, thì bạn cần phải có 5 ngày để suy nghĩ về điều đó. Giới quan sát có thể nhận thấy đây là những lời nhắm đến gia đình thủ tướng Tây Ban Nha, đó là ông Pedro Sánchez. Hồi tháng 4 vừa qua, thủ tướng Tây Ban Nha đã phải ngừng hoạt động công vụ trong vòng 5 ngày để cân nhắc tới việc từ chức sau khi tòa án mở cuộc điều tra về vợ của ông, đó là bà Becorna Gomez với cáo buộc là tham nhũng và lạm quyền sau lời tuyên bố của tổng thống argentina thì bộ ngoại giao tây ban nha đã triệu hồi đại sứ của họ về nước và yêu cầu tổng thống argentina phải xin lỗi thế nhưng tổng thống argentina không chấp nhận điều này riêng ngoại trưởng tây ban nha là ông jose manuel abare cho hay tòa đại sứ tây ban nha tại argentina giờ đây sẽ do một vị đại diện đứng đầu Hãng thông tấn AFP vào ngày 21 tháng 5 chỉ dẫn lời Tổng thống Argentina xem quyết định rút đại sứ của Tây Ban Nha về nước là điều vô lý, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ không làm điều tương tự như một phản ứng ăn miếng, trả miếng. Israel kêu gọi các nước văn minh phản đối ICC bắt Thủ tướng Israel. Phản ứng trước việc văn phòng công tố tòa hình sự quốc tế gọi tắt là ICC xin lệnh bắt Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan. Israel tuyên bố sẽ phớt lờ yêu cầu, kêu gọi các nước văn minh tạo áp lực bác bỏ yêu cầu phi lý này. Phát ngôn viên chính phủ Israel là Tan Harris nhấn mạnh, Chúng tôi kêu gọi các quốc gia của một thế giới văn minh và tự do hãy sát cánh bên Israel. Các bạn nên thẳng thừng lên án bước đi này. Chiến sự của Israel tại giải Gaza bắt đầu từ tháng 10 của năm 2023 đã khiến cho khoảng 35.000 người thiệt mạng. Israel bảo vệ chiến dịch này là cách duy nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hamas. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Galan cáo buộc công tố viên của ICC bác bỏ quyền tự vệ của Israel. Một số nước như Pháp và Mỹ ủng hộ yêu cầu của ICC gây ra sự chia rẽ trong thế giới phương Tây. Bà Lan lên tiếng ủng hộ Israel, trong khi chính phủ Đức cho rằng yêu cầu của ICC là hợp lẽ. Tin đến từ Bangkok cho hay, văn hóa cần sa ngấm sâu vào ngành du lịch và nền kinh tế của Thái Lan. Việc hợp pháp hóa cần sa tại Thái Lan từ tháng 6 năm 2022 đã tạo ra một làn sóng bùng nổ các cửa tiệm mua bán cần sa, đặc biệt là tại các khu du lịch trên khắp đất nước Thái Lan đã có hơn 7.000 cửa tiệm cần sa mọc lên, từ các quầy thuốc thời thượng ở Bangkok cho tới các quán bar ven biển cùng với các chuyến du ngoạn trên sông. Najib Turkan là một du khách cho rằng cần sa đã làm tăng sức hấp dẫn của Thái Lan bên cạnh văn hóa phong phú, ẩm thực và phong cảnh thiên nhiên đa dạng của quốc gia này. Tuy nhiên, tương lai của ngành buôn bán cần sa vẫn đang bị đe dọa. Cuộc bầu cử hồi năm 2023 đã mang lại sự thay đổi trong chính phủ khi mà đảng phiêu Thai dẫn đầu liên minh cầm quyền và cam kết cấm sử dụng ma túy để giải trí. Thủ tướng hiện nay là ông Sveta Tavisin cho hay cần xa có thể sẽ bị đưa vào danh mục chất gây nghiện vào cuối năm nay. Việc phi hình sự hóa cần xa diễn ra một cách vội vàng, dẫn tới nhiều sơ hở và mâu thuẫn trong quy định cũng như việc thực thi có nhiều lo ngại đặc biệt về việc thanh thiếu niên tiếp cận cần sa đã dấy lên, mặc dù việc buôn bán cần sa cho người dưới 20 tuổi là điều bất hợp pháp. Cần sa trở thành một phần của cuộc sống về đêm ở các địa điểm du lịch nổi tiếng như là Krabi và Phuket. Việc hợp pháp hóa cần sa tại Thái Lan giúp thúc đẩy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, với ước tính trị giá của thị trường cần sa có thể đạt tới 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim vào năm 2025. Một số doanh nhân như là Mali đã chuyển từ kinh doanh rau quả sang trồng cần sa để tận dụng cơ hội này. Mặc dù ban đầu họ kiếm được lợi nhuận tốt, thế nhưng làn sóng nhập cản cần sa bất hợp pháp đã khiến cho giá của cần sa bị giảm đi. Các nhà phân tích như Paul Chambers từ Đại học Nair Suan thì cho rằng việc loại bỏ cần sa khỏi nền kinh tế của Thái Lan là điều rất khó khăn. Chính phủ Thái Lan có thể áp dụng các quy định chặt chẽ hơn hoặc là yêu cầu đơn của bác sĩ để mua cần sa. Thế nhưng điều này có thể chỉ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng mà không thay đổi đáng kể tình hình hiện nay. Cảm ơn quý vị dẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và bây giờ là bản tin Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng 5 đưa tin chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên gây quỹ ít hơn đối thủ tranh cử là ông Donald Trump vào tháng 4 sau khi cựu Tổng thống đẩy mạnh chiến dịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, gọi tắt là INC và những nhà tài trợ lớn. Chiến dịch của ông Biden và Ủy ban Quốc gia Dân chủ gây quỹ hơn 51 triệu Mỹ Kim trong tháng 4, thấp hơn so với mức 76 triệu Mỹ Kim mà cựu Tổng thống Donald Trump và quỹ ban quốc gia Cộng hòa. Trước đó, ông Biden gây quỹ đến 90 triệu mỹ kim vào tháng 3. Ông Trump đã giành đủ phiếu đại biểu trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 3 và giờ đây có thể gây quỹ với quỹ ban quốc gia Cộng hòa, tổ chức do con dâu của ông là bà Lara Trump và làm đồng chủ tịch. Số tiền gây quỹ của ông Trump tăng mạnh nhờ khoảng 50.5 triệu mỹ kim quyên góp được tại một sự kiện với các nhà tài trợ vào tháng 4 tại thành phố Palm Beach thuộc tiểu bang Florida, quê hương của tỷ phú đầu tư John Paulson. Được biết, ông Trump từng nói rằng ông Paulson có tiềm năng trở thành bộ trưởng tài chính. Thưa quý vị, sự kiện trên là một cứu hích được trông đợi từ lâu đối với ông Trump sau khi cựu tổng thống bị đối thủ tranh cử dẫn trước về số tiền tài trợ, cũng như đối diện với áp lực từ chi phí pháp lý đối với các vụ án hình sự và cả dân sự. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết. Đợt gây quỹ trong tháng Tư vừa qua, đặc biệt đáng chú ý khi xét đến việc ông Trump phải ở trong phòng xử án gần 9 giờ mỗi ngày trong suốt 4 tuần. Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Biden và cả ông Trump đang hòa nhau trong các cuộc thăm dò quốc gia và ông Trump có lợi thế ở các tiểu bang chiến địa, giống sẽ quyết định cuộc bầu cử sắp tới. Về các vấn đề kinh tế như lạm phát, ông Trump được cử tri đánh giá cao hơn ông Biden. Vâng, tiếp theo vận tin Hoa Kỳ, khi đi ngược lại tuyên bố trước đây của mình, ông Donald Trump đã không ra làm chứng trước tòa. Đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay 21 tháng 5 đã kết thúc phần tranh luận của mình mà không gọi ông Trump ra làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng cô đào khiêu dâm Stormy Daniel. Luật sư của ông Trump chỉ gọi ra hai nhân chứng để đưa ra lập luận bào chữa thẩm phán Hon thông báo với bồi thẩm đoàn rằng ông sẽ ngừng phiên tòa cho tới ngày 28 tháng 5 để nghe buổi chất vấn cuối cùng trước khi các thành viên của bồi thẩm đoàn thảo luận do tuần lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Nhật báo The Guardian đưa tin, ông Trump sẽ không ra làm chứng, mặc dù hồi tháng 4 vừa qua, ông từng tuyên bố với phóng viên rằng chắc chắn là ông sẽ ra làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng cô đạo khiêu dâm Stormy Daniel. Ông nói như sau, tôi sẽ ra làm chứng. Điều mà tôi có thể làm đó là nói lên sự thật, và sự thật là không có vụ án nào. Tuy nhiên, sau đó ông đã có buổi phỏng vấn với đài Newsmax và nói rằng ông chỉ ra làm chứng nếu thực sự cần thiết. Bà Alina Habba, là phát ngôn viên pháp lý của ông Trump mới đây cũng nói rằng ông Trump rất sẵn lòng và ông Trump có năng lực cũng như là không có gì phải che giấu Riêng cựu Tổng thống Trump liên tục tuyên bố bản thân ông không được ra làm chứng vì lệnh cấm bàn tán của tòa án. Thế nhưng thẩm phán Hoa margin bác bỏ tuyên bố này. Các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Trump không ra làm chứng là điều dễ hiểu bởi vì ông đã từng nhiều lần có những phát ngôn tương tự và những lời nói như thế tự đưa ông vào thế khó xử. Chủ tịch Hạ viện Mỹ dọa trừng phạt tòa hình sự quốc tế ICC chủ tịch hạ viện mike johnson mới đây ra thông cáo rằng tòa hình sự quốc tế icc không có thẩm quyền với israel và mỹ toàn thế giới cần lên án những quyết định vô căn cứ và phi pháp do họ đưa ra các cơ quan hành chính quốc tế không được phép sử dụng chiến tranh pháp lý để lật đổ với lãnh đạo các nước dân chủ đang tuân thủ thượng tôn pháp luật Ông Johnson cho rằng, động thái của ICC được thúc đẩy do chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây gây áp lực nhắm vào Israel. Ông nhấn mạnh, Israel đang tiến hành một cuộc chiến chính nghĩa để sinh tồn. Thông cáo có đoạn nêu, trong bối cảnh tòa Bạch Ốc không thể hiện được vai trò lãnh đạo, Quốc hội Mỹ đang xem xét mọi giải pháp, trong đó có cả áp lệnh trừng phạt với ICC và bảo đảm lãnh đạo cơ quan này phải hứng chịu hậu quả nếu như theo đuổi quyết định trên. Nếu ICC đe dọa được lãnh đạo Israel với lãnh đạo Mỹ có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Thưa quý vị, dân biểu Cộng hòa là Michael McCaul, Chủ tịch ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng vừa cho biết các nhà lập pháp Mỹ đang soạn dự luật trừng phạt ICC dựa trên dự luật được Thượng nghị sĩ Tom Cotton đề nghị vào tháng 2 vừa qua. Ông Cotton cùng nhiều dân biểu Mỹ vào đầu tháng cũng gửi thư đến công tố viên Khan cảnh báo rằng Washington có điều luật được thông qua năm 2002 cho phép áp dụng mọi biện pháp cần thiết và phù hợp để bảo vệ công dân Mỹ và đồng minh bị ICC phát lệnh bắt. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chiến dịch của Tel Aviv ở giải Gaza là diệt chủng và chỉ trích công tố viên ICC xin lệnh bắt lãnh đạo Israel. Tổng thống Joe Biden cho biết, bất kể lệnh bắt có hàm ý gì, thì giữa Israel và Hamas không có sự tương đồng. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cảnh sát tại tiểu bang Arizona giải cứu một em bé trong vụ bắt giữ con tin. Cảnh sát của Arizona vừa giải cứu một em bé 7 tháng tuổi bị thương nặng trong một vụ đối đầu bắt giữ con tin và hỏa hoạn sự việc được ghi lại qua camera của cảnh sát. Theo tin từ sở cảnh sát Surprise, thì em bé bị chính người cha của mình bắn vào nhiều lần. Trong đoạn video, các cảnh sát đã phá cửa sổ để vào ngôi nhà cứu em bé với tiếng hét giải cứu em bé vang lên liên tục. Em bé này sau đó được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Phoenix và đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Sở cảnh sát tại Surprise cho biết rằng, em bé đã sống và đang trong tình trạng nguy kịch nhưng sức khỏe khá ổn định. Vụ đối đầu bắt giữ con tin kết thúc khi mà ngôi nhà bốc cháy sau tiếng súng. Người cha có tên là Todd Christopher Machari, 51 tuổi, đã chết với dấu hiệu tự sát bằng súng. Người mẹ của em bé đã thoát ra và nhờ sự giúp đỡ sau khi bị giữ làm con tin trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Trang web GoFundMe đã được lập ra để trợ giúp cho người mẹ và em bé này sau khi họ bị mất nhà cửa và tài sản trong vụ cháy. Trang web này đã quyên góp được gần 130.000 mỹ kim tính đến tối thứ hai vừa qua. Câu chuyện nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc nhận biết và can thiệp kịp thời trong các vụ bạo lực gia đình. Đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình cung cấp sự trợ giúp miễn phí và bảo mật 24 trên 7 qua số phone là 1800. 799 7233 hoặc là số phone 1800 787 3224. Bốn nhân viên nhà trẻ bị bắt vì pha melatonin vào thức ăn của trẻ em. Chủ nhà trẻ và ba nhân viên của người này bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đã bỏ melatonin vào thức ăn của trẻ em theo lời của sở cảnh sát Manchester. Sự việc bắt đầu vào tháng 11 2023 khi cảnh sát ở Manchester, New Hampshire nhận được báo cáo cáo buộc những hành vi không an toàn diễn ra tại một nhà trẻ tư nhân ở số 316 Amory Street, dẫn đến một cuộc điều tra. Cơ quan hữu trách cho biết qua những cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định thức ăn của trẻ em đã bị cho melatonin mà không có sự cho biết hay đồng ý của phụ huynh. Theo Mayo Clinic, melatonin là hormone liên quan đến giấc ngủ, làm chậm trễ giai đoạn ngủ. Hiện tại vẫn chưa rõ nhân viên nhà trẻ đã pha thuốc vào thức ăn của trẻ em trong bao lâu hoặc họ đã cho trẻ ăn liều lượng với bao nhiêu. Cảnh sát cũng không tiết lộ cách thức phát hiện ban đầu của sự việc này. Lệnh bắt giữ đã được phát hành đối với chủ của nhà trẻ là Sally Trackman, 52 tuổi, Tracy Annie, 51 tuổi, Kathleen Fiolado, 23 tuổi và Jessica Foster, 23 tuổi. Tất cả đều đến từ Manchester. Các nghi phạm đã tự giao nộp cho cảnh sát Tất cả bốn người đã bị buộc tội 10 tội danh gây nguy hiểm cho sự an toàn của trẻ em. Thưa quý vị, cuộc điều tra về sự việc vẫn còn đang tiếp tục. Xong qua bản tin về y tế thì loại phấn thoa của hãng dược phẩm Johnson Johnson cho trẻ em có thể gây ra ung thư buồn trứng. Một cuộc nghiên cứu vừa được công bố càng làm người ta có căn cứ để tin rằng có hơn 50.000 vụ kiện chống lại hãng dược phẩm Johnson Johnson cáo buộc là loại phấn thoa da cho trẻ em làm từ bột than có thể gây ra ung thư buồng trứng. Theo đài truyền hình NBC News cho hay Cuộc phân tích vừa mới công bố trên tạp chí Journal of Clinical Oncology cho thấy việc thoa phấn lên bộ phận sinh dục có liên quan tới ung thư buồng trứng và mối liên quan này còn lớn hơn ở những người sử dụng phấn thoa da thường xuyên hoặc trong thời gian dài. Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Y tế Quốc gia NIH cùng với khám phá dựa trên dữ kiện từ cuộc nghiên cứu của Sister Study thu hút hơn 50.000 phụ nữ tại Hoa Kỳ từ năm 2003 tới năm 2009. Các tình nguyện viên tham gia cuộc nghiên cứu này ở trong độ tuổi từ 35 tới 74 và mỗi người đều có một người chị em ruột được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư vú. Điều này có thể làm cho họ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng cao hơn. Tuy nhiên, Eric Haas là phó chủ tịch của hãng dược phẩm Johnson Johnson, đặc trách về các vụ kiện tụng thế giới cho biết rằng Cuộc nghiên cứu mới này không thể chỉ ra mối quan hệ nhân quả hay ám chỉ một tác nhân gây ra ung thư rõ ràng. Cuộc nghiên cứu mới có thể dập tắt lý luận của hãng dược phẩm Johnson Johnson khi các cuộc chiến về pháp lý vẫn đang tiếp diễn. Phần lớn các vụ kiện chống lại hãng dược phẩm này được hợp nhất thành một vụ kiện liên bang duy nhất tại New Jersey, trong đó phiên tòa theo dự trù sẽ khởi sự vào tháng 12 sắp tới đây. Hồi đầu tháng này, hãng dược phẩm Johnson Johnson đề nghị dàn xếp khoảng 6 tỷ 480 triệu Mỹ Kim để giải quyết các vụ kiện. Thế nhưng, thỏa thuận này sẽ liên quan tới việc chuyển các vụ kiện đó lên tòa án phá sản và yêu cầu 75% nguyên đơn hãy bỏ phiếu ủng hộ. Gia đình của người trúng số kiện nhau trước tòa vì giải độc đắc 1.35 tỷ Mỹ Kim. Một cuộc tranh chấp pháp lý vừa xảy ra trong gia đình một người đàn ông ở Lebanon, Maine, sau khi ông trúng giải sổ số, số Mega Million trị giá 1.35 tỷ Mỹ Kim. Người đàn ông được vợ cũ tiết lộ danh tính là John Doe đã chọn nhận giải thưởng một lần vào tháng 1 2023 và sau khi trừ thuế, ông nhận được hơn 500 triệu Mỹ Kim. Sarah Smith, vợ cũ của Doe, tuyên bố rằng Doe đã sử dụng tiền thắng cược để gây áp lực lên cô trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Người phụ nữ này còn cáo buộc đô sử dụng vụ dụ kiện để trả thù cô vì không tái hợp. Trong phiên tòa gần đây, gia đình của đô còn chống lại đô khi cha của đô tuyên bố rằng con trai ông đã hứa sẽ mua một tiệm sửa xe và lập một quỹ ủy thác. Cha của đô khẳng định trong hồ sơ tòa án rằng con trai ông đã thông báo cho ông về việc trúng số và các kế hoạch sử dụng số tiền thắng cược. Ông cũng phủ nhận việc yêu cầu tiền từ con trai mình. Tuy nhiên, Do bị cáo buộc đã hứa hẹn nhiều điều với gia đình, bao gồm việc xây dựng một tiệm sửa xe, mua lại ngôi nhà thời thơ ấu, lập quỹ ủy thác triệu Mỹ Kim và chi trả các chi phí y tế cho cha mẹ. Trong khi đó, Doe thừa nhận rằng bản thân đã mắc sai lầm khi tiết lộ về việc trúng số mà không yêu cầu cha mình ký thỏa thuận bảo mật. Thưa quý vị, sau đây là phần tin hát châu. Một chiếc máy bay của Singapore phải hạ cánh khẩn cấp do bị nhiễu động không khí. Một người chết và 30 người bị thương. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines vừa phải hạ cánh khẩn cấp ở phi trường Suvarnabhumi Bumi của Thái Lan do bị nhiễu động không khí nghiêm trọng. Vụ tai nạn này đã khiến cho một người tử vong và 30 người bị thương. Hãng hàng không nói trên xác nhận trên Facebook trong ngày hôm nay như sau. Có người bị thương và một người tử vong trên chiếc Boeing 777-300IA. Có tổng cộng 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Chuyến bay mang số hiệu SQ321 khởi hành từ London đã phải chuyển hướng tới Bangkok của Thái Lan trong ngày hôm nay 21 tháng 5 và phải hạ cánh tại phi trường Suvarnabhumi. Chuyến bay được cho là đã trải qua tình trạng nhiễu động không khí nghiêm trọng trên đường tới Singapore do mưa bão. Theo đài truyền hình CNA cho biết thêm, Bộ trưởng Bộ Giao thông của Singapore là Chi Hong Tat đã gửi lời chia buồn tới gia đình của nạn nhân bị thiệt mạng. Ông nói thêm rằng chính quyền và nhân viên của hãng máy bay này đang trợ giúp cho hành khách và gia đình của họ. Hãng hàng không nói trên đang làm việc với chính quyền địa phương ở Thái Lan để cung cấp sự trợ giúp về y tế, cũng như cử một nhóm công tác đến thủ đô Bangkok để cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào bổ sung cần thiết. Tai nạn chết người gần đây nhất của hãng hàng không Singapore Airlines là vào tháng 10 năm 2000, khi một chiếc máy bay bị rơi tại vùng lãnh thổ Đài Loan, khiến cho 83 người bị thiệt mạng. Hãng hàng không này đã có 7 vụ tai nạn về máy bay, đó là theo hồ sơ của mạng lưới an toàn hàng không cho biết như trên. Bộ ngoại giao Mỹ mới đây cho biết Iran có liên lạc sau khi chiếc trực thăng chở tổng thống Ibrahim Raisi cùng các giới chức khác bị rơi trong thời tiết sương mù ở vùng núi Tây Bắc của đất nước này vào ngày 19 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng chính phủ Iran đã yêu cầu chúng tôi hỗ trợ. Tuy nhiên chủ yếu do lý do hậu cần, chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ đó. Miller từ chối nêu chi tiết hoặc mô tả cách thức hai nước liên lạc với nhau. Song nhấn mạnh Iran tìm kiếm sự hỗ trợ để tìm xác của trực thăng. Iran đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí chiếc trực thăng do điều kiện thời tiết bất lợi. Khoảng 18 tiếng sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường. Toàn bộ những người trên khoang, bao gồm tổng thống Raisi, ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và bảy người khác đã thiệt mạng trong thảm kịch. Thông tin từ ông Mueller tiết lộ là động thái hiếm thấy từ Iran, nước coi Mỹ và Israel là kẻ thù chính. Từ quý vị Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao kể từ sau cuộc cách mạng hồi giáo 1979. Bộ ngoại giao Mỹ cũng gửi lời chia buồn tới Iran. Chính quyền tổng thống Joe Biden mô tả lời chia buồn này là nghi thức và không phải nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Raisi. Quân đội Iran đã ra lệnh điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ khiến cho Iran không thể mua được các bộ phận trực thăng, dẫn tới phi cơ không được bảo trì. Mẫu trực thăng gặp nạn là Bell 212 do Mỹ sản xuất. Khi được hỏi về cáo buộc này, phát ngôn viên Mueller cho rằng chính phủ Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn khi quyết định để chiếc trực thăng 45 năm tuổi này bay trong điều kiện thời tiết xấu. Cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ bắt giữ hàng loạt các công dân liên quan tới nhóm khủng bố IS. Cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã bắt giữ 20 người bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố quốc gia Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch lớn ở tỉnh Izmir miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đài truyền hình TRT của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết như sau: Chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra do Văn phòng Điều tra Tội phạm khủng bố thuộc Cơ quan Công tố của tỉnh Izmir thực hiện. Một số hoạt động đồng thời đã được thực hiện ở huyện Menemen. Các đơn vị cảnh sát đã thu giữ vũ khí và tài liệu khi khám xét nhiều địa điểm khác nhau và các nghi phạm đã được chuyển đến tòa án để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa IS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013 và họ phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ nhóm cực đoan IS này. Để đáp lại thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các hoạt động chống khủng bố cả trong và ngoài nước. Cũng liên quan tới vấn đề chống khủng bố, thì cảnh sát tại Ấn Độ cũng vừa bắt giữ 4 công dân người Sri Lanka ở thành phố Ahmedabad thuộc tiểu bang Gujarat của Ấn Độ vì nghi ngờ những người này có liên quan tới tổ chức khủng bố IS. Theo cảnh sát của tiểu bang Gujarat cho hay, các vụ bắt giữ được thực hiện vào cuối ngày 19 tháng 5 vừa qua tại phi trường thành phố sau khi có tin mật báo. Những người bị bắt giữ có tên là Mohamed Nusat, 33 tuổi, Mohamed Nafran, 35 tuổi, Mohamed Faris, 27 tuổi, và Mohamed Rasdin, 43 tuổi. Tất cả đều là cư dân của thủ đô Colombo của Sri Lanka. Hiện nay, Bộ Ngoại giao của Sri Lanka chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ nói trên. Văn phòng của Tổng thống Syria là Bashar al hôm nay, 21 tháng 5, cho biết đệ nhất phu nhân Asma, 48 tuổi, sẽ trải qua quá trình điều trị đặc biệt, yêu cầu phải cách ly sau khi nhận chẩn đoán bệnh do đó bà không thể tham gia các hoạt động công cộng trong thời gian tới đây. Bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy hay còn gọi là ung thư bạch cầu tiến triển rất nhanh, cần phải điều trị ngay lập tức. Vào tháng 8 năm 2019, bà Asma tuyên bố hoàn toàn khỏi bệnh ung thư vú sau một năm điều trị nhờ được phát hiện sớm. Bà Asma là người gốc Anh, từng là nhân viên ngân hàng. Năm 2000, bà chuyển tới Syria và kết hôn với cựu bác sĩ nhãn khoa Assad vài tháng sau khi ông kế nhiệm cha làm tổng thống. Tạp chí Vogue từng đăng ảnh chân dung của bà Asma vào tháng 2, 2011 và ca ngợi bà là tươi mới và quyến rũ nhất trong các đệ nhất phu nhân. Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria, bà Asma dẫn đầu các nỗ lực từ thiện và gặp gỡ gia đình binh sĩ thiệt mạng. Bà điều hành Syria Trust for Development, một tổ chức phi chính phủ lớn bảo trợ cho nhiều hoạt động diện trợ và phát triển ở Syria. Bà không phát ngôn trên truyền thông quốc tế cho đến năm 2016 khi nói với một kênh truyền hình Nga rằng bà đã từ chối những lời đề nghị nhận tiền để rời khỏi Syria. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có thể xem xét kết nạp Belarus Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang diễn ra trong hai ngày, 20 và 21 tháng 5, được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Theo như kế hoạch thì, tại hội nghị lần này, các vị ngoại trưởng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 cho tới ngày 4 tháng 7 sắp tới, cũng như các chủ đề thời sự của quốc tế. Các vị ngoại trưởng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt và triển vọng tiếp tục phát triển của tổ chức hợp tác thương mại, cũng như cách thức mà giúp cho tổ chức này thích nghi với sự hình thành trật tự thế giới mới. Các vị ngoại trưởng dự kiến sẽ đồng ý một văn bản để có cho các vị nguyên thủ quốc gia ký kết tại hội nghị thường đỉnh lần này, trong đó có thể chấp thuận kết nạp Belarus trở thành thành viên của tổ chức hợp tác thượng hải bên lề cuộc hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thì Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã có cuộc họp với người đồng cấp của Trung Cộng là ông Vương Nghị tại Astana. Tại cuộc gặp gỡ này, ông Lavrov nhấn mạnh chuyến viên thăm của Tổng thống Nga là ông Putin đến Trung Cộng vừa qua là chuyến viên thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Putin tái đắc cử chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ thứ năm cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Nga và Trung Cộng. Hai bên còn thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến viếng thăm cấp chính phủ của Tổng thống Putin đến Trung Cộng hồi tuần qua, cũng như việc Tổng thống và Ngoại trưởng của Iran bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng vào cuối tuần rồi. Sang qua Nhật Bản, thưa quý vị, nhiều người ủng hộ nữ giới được quyền kế vị ngai vàng Tại Tokyo, kết quả cuộc thăm dò dư luận do Mainichi Shimbun thực hiện mới đây cho thấy có đến 81% số người được hỏi ủng hộ việc cho phép nữ giới kế vị ngai vàng, nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội Nhật Bản vào các thành viên nữ trong hoàng gia. Mainichi Shimbun thực hiện cuộc thăm dò vào ngày 18 cho đến 19 tháng 5 vừa qua, trong đó cũng cho thấy 56% ủng hộ đề nghị cho phép các thành viên nữ ở lại hoàng gia sau khi kết hôn. Theo đề nghị từ báo cáo của ban cố vấn chuyên gia chính phủ vào tháng 12 năm 2021. Mặc dù không thể thực hiện so sánh do các phương pháp khảo sát khác nhau, nhưng kết quả các cuộc thăm dò trước đó cũng cho kết quả tương tự. Tỷ lệ ủng hộ nữ giới kế vị đạt 87% trong cuộc khảo sát vào tháng 2 năm 2005, sau khi chính quyền của thủ tướng khi đó là Junichiro Koizumi thành lập một nhóm chuyên gia để xem xét khả năng này. Tỷ lệ ủng hộ giảm xuống 72% vào tháng 9 2006 sau khi hoàng tử Hisahito là con trai hiện nay của thái tử Akishino Fumihito chào đời và tiếp tục giảm xuống 68% vào tháng 4 2017. Xu hướng này phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng và vai trò tích cực của các thành viên nữ trong hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, một tỷ lệ tương đối lớn người được hỏi không chắc chắn về các biện pháp đề nghị của chính phủ nhằm đảm bảo số lượng thành viên hoàng gia. Trong đó khoảng 21% cho biết họ không biết liệu có ủng hộ các thành viên nữ ở lại hoàng gia sau khi kết hôn hay không, cũng như 30% không chắc chắn về việc nhận con cháu nam từ các gia tộc chi nhánh cũ của hoàng gia đã rời khỏi hoàng gia sau chiến tranh Tin đến từ Indonesia cho hay, hàng ngàn tăng ni Phật tử hành hương về bảo tháp Borobudur. Hàng ngàn tăng ni Phật tử từ các nước trong khu vực đang đổ dồn đến quần thể di tích Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur tại Magellan, miền trung của Java, để dự lễ kỷ niệm Ngày Phật Đảng năm 2024. Lễ hành hương năm nay tại Indonesia có chủ đề là hành trình nhận thức về sự đa dạng vì một lối sống danh dự, hài hòa và hạnh phúc. Theo đó, có hơn 40 nhà sư đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia đã thực hiện nghi thức hành hương hay còn gọi là lễ Tudong trong 5 ngày với chặng đường dài 80 cây số từ thành phố Semarang đến cố đô Yogyakarta. Ngoài ra, các phái đoàn, các hội Phật giáo đến từ Nam Hàn và Ấn Độ cũng tham gia hành hương đến bảo tháp Borobudur. Đại lễ Phật đản năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 người tới tham dự. Tại bảo tháp này, các nhà sư cùng với các tăng ni Phật tử đã thực hiện lễ cầu nguyện thiền định trên đỉnh của bảo tháp thiên liêng bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á này. Chặng đường tiếp theo, các nhà sư sẽ tiếp tục hành hương tới quần thể đền Phật giáo Muaro Jambi tại thành phố Jambi của Indonesia. Lễ Phật đảng sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 5, căn cứ theo ngày trăng tròn nhất tại Indonesia, thay vì ngày 22 tháng 5, tức là ngày 15 tháng 4 theo Phật lịch, giống như các nước khác trong khu vực, thí dụ như Việt Nam và Thái Lan. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Việt Nam. Quốc hội Việt Nam mở đường để chính thức đưa ông Tô Lâm vào chức chủ tịch nước. Chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội Việt Nam tiến hành thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, ứng cử viên được Trung ương giới thiệu để bầu làm chủ tịch nước. Tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã được Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ông Bùi Văn Cường trình bày, bổ sung nội dung miễn nhiệm ông Tô Lâm vào chương trình kỳ họp. Ông Cường cho biết việc điều chỉnh này căn cứ vào ý kiến cấp có thẩm quyền và các quy định pháp luật, đồng thời xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Nội dung miễn nhiệm được tiến hành cùng với việc bầu chủ tịch nước trong phiên họp chiều 21 tháng 5 và sáng 22 tháng 5. Ngay sau đó, Quốc hội Việt Nam biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết. Đây là thay đổi vào giờ chót trước khi Quốc hội bầu ông Tô Lâm vào chức Chủ tịch nước, theo giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tuần qua. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, cũng chính Tổng Thư ký, Chủ tịch Quốc hội Bùi Văn Cường công bố với báo chí rằng Hội nghị Trung ương chính chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm, nên tại kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa 15 chưa có nội dung phê chuẩn miễn nhiệm hay bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an. Thông tin do Tổng Thư ký, Chủ tịch Quốc hội Bùi Văn Cường đưa ra, dẫn đến nhận định ông Tô Lâm vừa làm Chủ tịch nước, vừa kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Ngân hàng tại Việt Nam rao bán món nợ hơn 19 triệu Mỹ Kim của ông chủ khách sạn Giác Vàng tại Hà Nội. Ngân hàng Indovina vừa thông báo họ chào bán cùng một lúc 6 khoản nợ có tài sản bảo đảm. Trong số này có một khoản nợ của công ty cổ phần có tên là Đường Man. Đây là công ty nằm trong tập đoàn Hòa Bình Group của ông Nguyễn Hữu Đường, thường được gọi là đại gia Đường Bia. Liên quan tới đại gia Đường Bia thì người này từng gây chú ý khi thông báo rao bán khách sạn giác vàng có tên là Dozy by Wyndham Hanoi Golden Lake ở giảng Võ Hà Nội. Sau đó ít lâu thì người này thông báo ngừng bán khách sạn này. Trên trang web có tên là Hòa Bình Group thì công ty Đường Man được tự giới thiệu là một công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sản xuất malt tức là nguyên liệu chính để sản xuất bia. Vào năm 2002, tỉnh Hòa Bình đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất bia tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Đến năm 2004, dự án này đi vào hoạt động với công suất là 45.000 tấn bia mỗi năm. Tuy nhiên, đến hồi gần đây thì công ty đại gia đường bia phát sinh nợ xấu trong lúc làm ăn kém thuận lợi. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thì công ty này thông báo bị lỗ hơn 2 triệu Mỹ Kim vào năm 2023, tức là tăng cao hơn mức lỗ gần 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim năm trước đó vốn chủ sở hữu của công ty đường man cũng giảm từ mức hơn 4.9 triệu Mỹ Kim cuối năm 2022, còn lại khoảng 2.9 triệu Mỹ Kim cuối năm 2023. Đến cuối năm ngoái, thì số nợ phải trả của công ty này ở mức hơn 43 triệu Mỹ Kim, tức là giảm dần sau một năm. Trong thông báo từ ngân hàng Indovina, thì nghĩa vụ nợ của công ty Đường Man đến ngày 30 tháng 4 năm nay là hơn 18 triệu 900 ngàn Mỹ Kim và giá bán nợ tương đương ở mức này. Số tài sản bảo đảm cho khoản vay nói trên là bất động sản, cổ phiếu với tổng trị giá hơn 25 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Thưa quý vị, theo báo Tuổi Trẻ, chiều 21 tháng 5, cơn mưa trút xuống tại Sài Gòn gây ngập một số nơi. Trong đó, một con hẻm ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn bị ngập cục bộ, kèm theo rác thải bủa vây nổi lên bền. Vị trí con hẻm này khá trũng, do đó khi mưa được khoảng 20 phút đã bị nước kèm theo rác thải ở khu vực lân cận ùa về. Một số nhà dân phải nhanh chóng đắp đê ngăn lũ bằng cách lấy các miếng gián, tấm tôn sắt chấn lại để giảm lượng nước tràn vào nhà. Một người dân sống ở hẻm này cho biết, ở đây cứ hễ mưa lớn là ngập. Điều đáng nói, nước ngập cuốn theo rác từ đâu đổ về gây ô nhiễm môi trường. Rác thải với đủ thứ loại như bao ni lông, chai nhựa, hộp xốp, đồ ăn thừa ở khu vực xung quanh. Vì vậy, người dân trong khu vực, cả người lớn lẫn trẻ con, cùng nhau đi moi rác ở các miệng cống để khơi thông đường thoát nước. Khi rác vừa được moi lên, nước đã cuồn cuộn dồn về miệng cống. Và chỉ sau khoảng 10 phút, người dân đã gom một đống rác phía đầu hẻm. Nhờ đó, nước ngập trong hẻm cũng rút bớt, giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn. Tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP của Việt Nam đạt được 430 tỷ Mỹ Kim và Việt Nam được xếp vào nhóm trung bình cao của thế giới. Mặc dù mức tăng trưởng GDP thấp hơn mục tiêu đề ra, thế nhưng Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng cao trên thế giới và trong khu vực với tổng sản phẩm quốc nội tức là GDP đạt được 430 tỷ Mỹ Kim, đưa Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia ở trung bình cao. Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính phủ Việt Nam đã dành ra 26.7 tỷ Mỹ Kim cho việc tăng lương. Lợi tức trung bình của người lao động tại Việt Nam, theo báo chí trong nước cho hay, đạt được 278 Mỹ Kim một tháng, tức là tăng 6.9%. Nhiều công trình hạ tầng cơ sở quan trọng của Việt Nam đã được khởi công như dự án xa lộ Đồng Đăng Trà Lĩnh, Hữu Nghị Chi Lăng, rồi mở rộng phi trường Hà Nội, vân vân. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam có gần 86.400 công ty phải rút lui ra khỏi thị trường, tăng 12.2% so với cùng kỳ năm trước đó thị trường bất động sản phục hồi chậm chạp với tốc độ thực hiện những khoản cho vay nhà ở xã hội là 4.7 triệu Mỹ Kim chưa đạt được yêu cầu. Một số dự án giao thông quan trọng chậm tốc độ do bị thiếu cát để sang lấp. Việt Nam Airlines lọt top 5 hãng hàng không đúng giờ nhất trong khu vực. Theo tổ chức Sirium công bố, Tổng công ty hàng không Việt Nam, gọi tắt là Việt Nam Airlines, vừa lọt top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả này được tổ chức Sirium công bố vào tháng 5 2024 dựa trên số liệu của tháng trước đó và được tờ Vietnam Plus loan tin trong ngày 21 tháng 5. Theo công bố của Sirium, Việt Nam Airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81.85%. Chỉ số được Sirium đo lường dựa trên dữ liệu của 11.108 chuyến bay Việt Nam Airlines. Với kết quả này, Việt Nam Airlines nằm trong nhóm top 5 với các hãng hàng không hàng đầu thế giới, bao gồm Japan Airlines, All Nippon Airways, Pitch Aviation đều là các hãng của Nhật Bản và Air Asia của Malaysia. Và năm ngoái Vietnam Airlines cũng được Serium xếp hạng là một trong 10 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương 2023. Thưa quý vị, Serium là công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu trên thế giới, có trụ sở ở nước Anh và là đối tác chiến lược của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế. Báo cáo của Sirium xếp hạng căn cứ trên chuyến bay đúng giờ hạ cánh là chuyến bay có thời gian hạ cánh vị trí độ của sân bay trong vòng 15 phút so với giờ dự kiến. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tức là CDC cảnh báo về những ổ dịch bệnh tại Việt Nam cần phải cảnh giác. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số các trường hợp mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch bệnh sởi tại nhiều khu vực trên thế giới theo bộ y tế việt nam thì ở trong nước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay về căn bản thì vẫn đang được kiểm soát tuy nhiên trong bối cảnh chung của thế giới tại việt nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp bị nhiễm bệnh và các ổ dịch bệnh sởi ho gà và bệnh thủy đậu việt nam đã bắt đầu có xu hướng gia tăng ở một số địa phương về các trường hợp nói trên Bên cạnh đó thì một số bệnh lưu hành như là bệnh tay chân miệng và bệnh chó dại hiện nay cũng có số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúm AH5N1. Đây là trường hợp mắc thứ nhì kể từ năm 2014, đồng thời ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc loại cúm AH9N2. Bác sĩ Eric Dusman là giám đốc quốc gia của cơ quan CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết như sau chính phủ hoa kỳ thông qua cdc của hoa kỳ đang hợp tác với bộ y tế và các cơ quan khác để theo dõi cũng như đáp ứng các mối đe dọa như là dịch cúm da cầm các chủng bệnh truyền nhiễm kháng thuốc các bệnh lây qua vector tức là vật trung gian truyền bệnh như là sốt xuất huyết và bên cạnh đó là những thách thức đã tồn tại từ lâu đối với sức khỏe của bệnh nhân như là bệnh lao và hiv tại việt nam nếu có đại dịch có nghĩa là tỷ lệ chích ngừa vaccine cho nhiều loại bệnh bị ảnh hưởng vì không dễ để có vaccine trong một thời gian dài. Việt Nam đã có các ổ dịch và các báo cáo mới về số trường hợp nhiễm bệnh sởi cho thấy Việt Nam cần phải cảnh giác cao độ. Thưa quý vị, năm năm trở lại đây, trung bình mỗi năm Việt Nam ghi nhận 100 vụ ngộ độc thực phẩm, trong khi giai đoạn trước đó là 200 vụ cho một năm. Năm tháng của đầu năm 2024, Số vụ có giảm, nhưng số ca mắc tăng và đều là những vụ lớn, dài trăm người mắc trong mỗi vụ. Trong các vụ ngộ độc thực phẩm gần đây, nổi lên 4 vụ lớn ở Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đồng Nai. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cơ quan An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết phải truy xuất được nguồn gốc thực phẩm mới cảnh báo trên diện rộng được. Theo số liệu của Bộ Y tế, 4 tháng đầu năm nay ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, giảm được 4 vụ, tương đương với giảm 10% so với cùng kỳ của năm 2023. Tuy nhiên, số người mắc phải tăng 202%, số vụ trên 30 người mắc phải trở lên tăng 42.9%. Số người tử vong do ngộ độc thực phẩm trong các tháng đầu năm nay có giảm 5 người, tức là giảm gần 45% so với cùng kỳ của năm 2023. Vẫn tin đến từ Việt Nam, vào sáng sớm ngày 21 tháng 5, những cơn mưa lớn kéo dài tại mũi Né của Phan Thiết đã khiến cho lũ cát đỏ tràn xuống đường Huỳnh Đúc Kháng. Một đoạn kéo dài khoảng 300 mét và độ dày của lớp cát này vào khoảng 50 cm khiến cho một chiếc xe hơi và một chiếc xe đò 52 chỗ ngồi cùng với một chiếc xe du lịch 16 chỗ. Bên cạnh đó là một chiếc xe gắn máy bị vùi lấp và bị kẹt ở trong cát tại phường Hàm Tiến, mưa lớn cũng đã làm các tràn ra đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài một đoạn khoảng 500 mét. Lũ cát đỏ đã vùi lấp một căn nhà, rất may là không có ai bên trong, và vùi lấp 10 chiếc xe gắn máy đang để ở nhà xe. Ngoài ra, hai chiếc xe tải cùng với một chiếc xe du lịch 16 chỗ ngồi cũng bị chôn bánh tại chỗ tai nạn này không gây ra thương vong về người thế nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng rồi tình hình giao thông qua khu vực mũi né hàm tiến thành phố phan thiết bị gián đoạn mỗi lần mưa lớn thì cát đỏ lại tràn xuống thường diễn ra ở biển mũi né và thành phố phan thiết Lần gần đây nhất là đầu tháng 10 năm ngoái, nước lũ đã khiến cho cát đỏ tràn xuống khu dân cư và những con đường ven biển ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng hơn 500 mét. Gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ những clip, hình ảnh ghi lại cảnh người dân đi qua khu vực cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, phải đẩy bộ vì không mở được khóa xe thông minh. Nhiều người tắt máy khi dừng đèn đỏ cũng không mở khóa được để tiếp tục di chuyển. Việc phải đẩy bộ giữa trời nắng hay mưa to khiến cho người dân càng thêm vất vả. Ai nấy đều thắc mắc khi gặp tình trạng trên và cứ nghĩ xe gặp trục trặc. Trước đó, người dân ở đường Bà Hạc, quận 10, đường Phạm Hữu Lầu, quận 7, đường Hoàng Diệu, quận 4, đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình cũng phản ánh tình trạng xe ô tô, xe máy sử dụng chìa khóa thông minh không khởi động được. Việc này đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong khu vực. Ông Nguyễn Cảnh Thế, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến khu vực 2, cơ quan Tần số Vô tuyến cho biết, việc người dân gặp hiện tượng không mở được khóa xe ở khu vực cầu Kinh Thanh Đa là do thiết bị cảnh báo có người qua lại nên gây ra hiện tượng nhiễu sóng. Còn ở khu vực đường Bà Hạc, quận 10 là do bộ đổi nguồn ACDC adapter cấp nguồn cho modem truyền hình cáp và Internet của một hộ dân bị lỗi. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Mở đầu là tin liên quan tới vụ bắt giữ nghi phạm, vụ trộm trộm kho hàng ở quận Cam nhờ hình ảnh của chiếc Mercedes-Benz. Hàng loạt các vụ trộm và đột nhập kho hàng ở quận Cam vừa được giải quyết nhờ vào hình ảnh giám sát của một chiếc sedan Mercedes-Benz. Các giới chức tại quận Cam cho hay hình ảnh của chiếc xe đã giúp họ xác định và bắt giữ được nghi phạm liên quan tới 15 vụ trộm tại Surrey Storage. Sự việc bắt đầu khi kẻ trộm cắt khóa và ăn cắp hàng loạt đồ đạc từ các kho hàng. Sau đó, cảnh sát phát hành hình ảnh của chiếc xe Mercedes-Benz E350 màu xám sản xuất từ năm 2004 tới năm 2007 với vành xe có màu đen và biển số giả mạo đến từ tiểu bang North Carolina. Chiếc xe này đã được ghi nhận là có mặt tại hiện trường của vụ mất trộm vào hai ngày khác nhau, đó là ngày 24 tháng 4 và 16 tháng 5 Tin tức từ các giới chức mô tả rằng tài xế là một người đàn ông, đi cùng là một phụ nữ. Stephen Adam Wilson, 34 tuổi, cư ngụ tại Rossboro, đã bị bắt giữ cùng với chiếc xe Mercedes-Benz Y350 màu xám. Một cảnh sát của quận Person đã nhận ra chiếc xe này từ hình ảnh và nhớ lại rằng ông đã từng chặn chiếc xe này lại. Các cáo buộc đối với nghi phạm Wilson bao gồm tội đột nhập và trộm cắp, tàn trữ vũ khí, mang vũ khí ẩn giấu, gian lận danh tánh tài chánh, chống đối, trì hoãn, cản trở cảnh sát công cộng. Các cảnh sát cho hay họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ này. Nghi phạm Wilson xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 5, thế nhưng không được phép phát biểu. Thẩm phán đã đặt mức tiền bảo lãnh tại ngoại hậu tra là 5.000 Mỹ Kim và cho biết rằng họ sẽ điều tra về những khiếu nại. Nghi phạm Wilson cũng đang đối mặt với các cáo buộc khác ở quận Person và đã được bảo lãnh khi bị bắt giữ ở quận Cam. Người này sẽ phải tiếp tục xuất hiện trước tòa vào ngày 3 tháng 6. Nhà điều tra Kay Goodwin của quận Cam đang tiếp tục điều tra vụ án này và có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác. Các di chức tại đây khuyến khích bất kỳ ai có thông tin về các vụ trộm cắp hãy liên lạc với nhân viên điều tra Goodwin kể trên. Thưa quý vị, cảnh báo khẩn, vi khuẩn đe dọa đến sức khỏe tại bãi biển Los Angeles. Sở Y tế Công cộng quận Los Angeles vừa phát đi cảnh báo về mức độ vi khuẩn cao tại 6 bãi biển, yêu cầu người dân phải tránh xa nước biển để bảo vệ sức khỏe. Các bãi biển bị ảnh hưởng bao gồm Caprillo, Surfrider, Moders, Santa Monica Pier, Pico Canter và Topanga Canyon với khu vực cấm tắm kéo dài hơn 91 mét. Nguy cơ từ vi khuẩn không chỉ làm giảm chất lượng trải nghiệm tại những địa điểm này, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với sức khỏe công cộng. Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên bơi lội, lướt sóng hoặc chơi đùa gần những khu vực này cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, có tin tốt lành cho những ai yêu thích biển. Bốn bãi biển khác đã được thông báo là sạch và an toàn để tận hưởng, bao gồm Warner Creek, Castle Rock, Santa Monica Canyon và Escondido. Những bãi biển này đã được kiểm tra và xác nhận là đạt chuẩn chất lượng nước của tiểu bang. Để cập nhật thông tin mới nhất về điều kiện các bãi biển, người dân có thể gọi vào đường dây nóng đóng cửa bãi biển của quận hoạt động 24 trên 7 qua số điện thoại 1800 525 5662. Thông tin chi tiết và bản đồ các địa điểm bị ảnh hưởng cũng có sẵn trên trang web của sở y tế. Sau đây là bản tin cuối. Một nghi can về tội mưu sát có súng đang lẩn trốn tại miền Nam California. Cảnh sát đang truy lùng một người đàn ông 30 tuổi bị phạm tội mưu sát sau khi người này nã súng vào một viên cảnh sát trong lúc bị dừng xe để kiểm tra vào hồi tuần qua. Thông báo từ Sở Cảnh sát quận hạt Riverside đưa ra cho biết sau khi bị cảnh sát quận hạt này đi xe mô tô chặn lại tại góc đường Whiteview và đường Limonai ở Hurupa Valley. Nghi can có tên là Martin Perez Jr. đã phóng xe chạy mất. Người này đã quẹo xe vào một con đường đất gần với đường số 68 phía tây của Park Ranch, rồi quay lại bắn vào viên cảnh sát đang đuổi theo. Tới gần sông Santa Ana ở Hurupa Valley, nghi phạm Perez đã lùi xe vào khu vực có cây cối rậm rạp, bỏ xe lại rồi trốn mất. Không rõ người này đi về hướng nào. Viên cảnh sát truy đuổi không bị thương trong vụ nổ súng nói trên. Nghi phạm Perez được cho là một nghi can nguy hiểm có vũ trang, gốc người Hispanic, cao khoảng 5 feet 11 và nặng 260 pound, có tóc màu nâu, mắt màu nâu. Địa chỉ sâu cùng của nghi can là quận hạt San Bernardino cảnh sát tại Hurupa Valley đang truy lùng nghi can này. Bất cứ ai có tin tức thì có thể chỉ điểm liên lạc ở số phone 951 955 2654. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng Sài Gòn TV. Xin kính chào tạm biệt.